Chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Túc lại là mình đây. Tiếp theo đến video ngày hôm nay thì Túc chia sẻ với anh em một cuộc kèo đến từ Extreme Version. Chúng ta sẽ nhận kiếm Boy. Boy này sau này nó sẽ quy đổi, tương lai nó sẽ quy đổi sang cái token Extreme được chưa? Thế thì kèo này nó thẳng thật với anh em là điện thoại của mình nó đang gặp một cái số trục trặc khá là nặng được chưa? Nên là bây giờ mình hướng dẫn anh em chi tiết thì nó sẽ văng văng ra, nên là mình sẽ khắc phục cái này sớm nhất để cho anh em. Nhưng mà kèo này theo thông tin mình được check choác ấy, được chưa? Thế con kèo này tổng cung nó thì tổng cung nó gọi là khá khiêm tốn, nó rơi vào tầm 3.000 thôi. Con này trên chạy trên nền tảng ETH nha anh em nhá. Tổng cung nó 3.000 cái đồng XChem này. Thì chúng ta sẽ kiếm boy, boy này sau này nó sẽ quy đổi sang cái token của nó thì mình sẽ cập nhật thêm. Còn đường link kèo này mình có để dưới phần mô tả hoặc trong kênh nhóm Telegram của mình. Anh em chiến kèo này thì phải cần cho mình một cái trình duyệt QR có tích hợp ví Meta. Bây giờ điện thoại mình nó đang rất trục trặc, nó đang rất là đau đầu luôn, được chưa? Mình vào suốt nãy giờ được thì anh em sẽ đăng nhập cho mình đấy, cái lối ví và kích vào phần social cho mình gọi là stack ấy, làm tất cả các nhiệm vụ đấy. Mỗi một nhiệm vụ thì nó tương ứng với cái điểm boy khác nhau, nhiệm vụ khó thì nó tương ứng với điểm boy nó nhiều, boy này nó sẽ cộng vào đây rồi anh em, và sau này nó sẽ quy đổi sang cái token Xtreme của nó đấy. Anh em vào xác nhận ví, kết lối ví và chờ khoảng tầm 1-2 phút ý. Đấy thì nó hiện là cái giao diện như của mình. Bây giờ mình kích vào thì nó sẽ nó văng ra, nên là đang làm video nên là không muốn nó văng ra đồ đó. Được chưa? Anh kéo xuống làm hết, hết cái nhiệm vụ, được chưa? Các social của nó đấy, được chưa? Cái phần open để anh em làm nha. Like, follow thì trên Twitter cái thứ thôi. Ở trên các mạng trang mạng xã hội thôi, được chưa? Đấy, về thông tin của nó thì anh em có thể kéo xuống này. Đấy mình kéo rất nhẹ nhàng thôi, không sợ nó văng ra. Vì điện thoại nó đang là đầy bộ nhớ, được chưa? Đây còn đang không kéo được cái này. Đây. Hiện tại con này đã có mặt trên coin backup Uli Swap, con XChem này trên Uli Swap cũng như trên OpenSea hoặc trên Ethereum này, được chưa? Mình kích vào Ethereum này cho mình để xem là gọi là loay, gọi là mình gọi là loay có sách thì mách phải có chứng, được chưa? Đây nha, trên ETH scan nha, thì anh em có thể thấy là tổng cung con XChem này là rơi vào tầm là 3.000, được chưa? Hiện tại là nó dao động, nó đang tăng 26%. Một cái đồng XChem này là tương ứng với là 532 đô, được chưa? Thì tiếng Anh mình không, nó không nói chuẩn đâu, nên là anh em cười thì cả anh em thôi, được chưa? Còn anh em hết sức thông cảm cho mình thì không hướng dẫn anh em gọi là tới lời tới chốn đấy, vì căn bản là điện thoại nó đang gặp một số trục trặc rất là đau đầu luôn đấy. Kích vào không thể nào mà vào được, nên là anh em cố gắng thông cảm cho mình vậy, được chưa? Anh em cứ là vào làm nhiệm vụ đi thì mình sẽ cập nhật thêm kèo này cho anh em nhé, vì thực sự là không vào được chưa? Mình vào nó đang gặp lỗi thì để mình khắc phục cái lỗi này, thì anh em cố gắng làm cho mình nhé, vì của kèo này thì hoàn toàn miễn phí thôi, cũng không mất cái gì của anh em, nên là anh em cứ việc chiến tổng cung nó khá khiêm tốn, được chưa? Biết đâu bất ngờ, đúng không ạ? Ok, video này mình gửi tới anh em từ dự án XChem. Chúng ta sẽ kiếm boy và quy đổi, tương lai sẽ quy đổi sang token của nó, và tổng cung nó khá hiếm thôi, thì có 3.000 cái đồng token của nó thôi. Mình gửi tới anh em nha, mình sẽ cập nhật thêm khi nào mình mua máy, mình sẽ cập nhật thêm có kèo lại cho mình, vì hiện tại máy nó đang rất là đừ, được chưa? Ok, mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.